Xin chào các bác nông dân, hôm nay tôi xin chia sẻ một giải pháp tuyệt vời để bảo vệ cây trồng khỏi sâu bệnh Mospilan 3EC, khắc tinh của Ray, bổ trị và rep sáp. Mospilan 3EC là thuốc trừ sâu sinh học, rất an toàn cho cả môi trường và người dùng. Nhờ công nghệ tiên tiến, Mospilan 3EC không những diệt trừ sâu bệnh hiệu quả mà còn giúp cây trồng khỏe mạnh hơn nữa. Các bác có biết Ray, bổ trị và rep sáp là những kẻ thù nguy hiểm của nhiều loại cây trồng không? Chúng hút nhựa cây, làm cây còi cọc, thậm chí còn lây lan nhiều loại bệnh nữa. Nhưng đừng lo lắng, Mospilan 3EC đã được chứng minh là rất hiệu quả trong việc tiêu diệt những loại côn trùng này. Các bác chỉ cần pha loãng thuộc theo hướng dẫn trên bao bì, rồi phun đều lên cây vào sáng sớm hoặc chiều mát là được. Chỉ sau vài ngày, các bác sẽ thấy kết quả rõ rệt. Điều tuyệt vời của Mospilan 3EC là nó có tác động kép vừa diệt sâu bệnh vừa giúp cây tăng sức đề kháng. Chỉ cần phun thuốc định kỳ, các bác sẽ không còn phải lo về sâu bệnh nữa. Hãy thử Mospilan 3EC và cảm nhận sự khác biệt nhé. Hãy bảo vệ cây trồng của mình bằng những sản phẩm an toàn và chất lượng. Để biết thêm thông tin chi tiết, các bác có thể truy cập trang web darkplant.vn. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Chúc các bác một mùa vụ bội thu và cây trồng luôn khỏe mạnh. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nha.